vậy thôi cho tôi xin một miếng đỡ đỡ ở dưới đây lên cái đây. Nào có nấy 5 phút. Quá là nước dâu đãi đây luôn ha. Rồi đỏ. Rồi đỏ. Rồi đỏ nữa. Cái này là mỗi một con là một cái. Gõ mà. Gõ mà. Anh chị để điện thoại trên đây bạn em giữ giùm cho nó ăn thích giặt lắm. Rồi đông khột rồi, chọn màu đi, mặc màu đen đi Beo, đừng mặc màu xanh tới thiệt á. Rồi hồi hộp chờ đợi coi Beo mặc cái đầm này như thế nào nha mọi người. Một sản phẩm mới đến từ Beo Chip Emmy Store. Cái này tưởng đâu cái lưng bó không có thùng chứ. Cái này cho Omoi mặc đi. Omoi ơi, rồi Omoi sao cho trang điểm đâu rồi. Ok mọi người ơi, tiếp tục ăn mì cho bữa sáng ngày hôm nay nha mọi người. Mấy cái này nói chuyện đó không được, không thôi ra ngoài chợ ăn mọi người. Chơi mà khổ, ải ăn tô mì mà trong lòng không thoải mái mọi người. Hôm nay thái độ của mọi người. Thì cái lịch trình ngày hôm nay là tụi mình vẫn sẽ còn một trò chơi nữa nha mọi người. Vẫn còn một trò chơi nữa là xé bản tên. Rồi sau khi ăn xong thì tụi mình sẽ di chuyển qua một cái bãi khác đẹp hơn và rộng hơn để tụi mình chơi xé bản tên mọi người. Rồi sau đó tụi mình sẽ đi ăn trưa. Và đi có một hạng trọng cuối cùng đó chính là đi lặn. Với lại đi đâu? Bắt cái mặt. Đi bắt con cọp. Cọp ta. Không quá để leo cây. Sỉnh thôi, ngủ hay sao? Không. Nó nằm ngủ luôn, nằm đợi luôn. Cũng nên luôn. Nằm để tên dán cầu. Đợi đó, bữa sinh nhật. Nó để leo cây vậy đó. Đồ tồi. Kia chính quyền xuống tôi. Không, kêu chính quyền xuống đi. Chồng con bữa sinh nhật nó không có tặng quà gì hết trơn á. Quà kia, quà tinh thần. Món quà tinh thần. Không có. Đêm 22, dạng sáng 23, đúng 12 giờ uống cái bon là nó cho một cái. Tôi nhắn tin vô, tôi kêu mày cãi nó đi đó. Tao buồn ngủ chết mẹ. Thật quần ra giá. Đi lên tôi kêu tụi mày kể đi. Không có trả lời gì. Quất lộn má, 1 giờ mới ngủ. Một hồi nữa mình sẽ đứng dậy cho mọi người coi ra chiếc đầm đến từ vị trí của chồng tôi là số 1, tụi mày lại đồ bỏ. Ok, đồ bỏ. Cái quần nhà lỏng nó làm vậy. Kéo cái đầm xích lên cao ra. Đó mọi người, khi mà cái vòng một của mọi người nó hơi xì kê á. Hơi xì kê mọi người cùng lên đi nha. À, không luôn. Đó, còn ngược tay mình, bình cương muốn nghe mì thì khỏi việc lên. Ok mọi người, và tụi mình sẽ bắt đầu di chuyển qua bãi bàn để mà chơi xé tên nha mọi người, xé bản tên nha. Ok mọi người, tụi mình đã đến với khu du lịch bãi bàn. Ở mặt đầm váy bài cái ba cái đều điệu nha. Nó mặt đầm cái váy bài bài cái ba điệu sao ngồi ở đây vậy, ở đây không mọi người, ở bên này em thấy có mấy cái tùm có mấy cái nhà nó tách biệt vậy nè, em thấy rất là ok á, cho nên lần sau mọi người có đi Hòn Sơn á thì mọi người book ở khu du lịch bãi bàn cũng được nha mọi người, né chỗ kia ra nha. Với biển nó cũng sạch nữa nè, biển nó cũng sạch nữa nè mọi người,
bãi cát rất là đẹp luôn. Bãi bàn này là có cái bãi biển đẹp nhất ở ngoài này đó mọi người. Né chỗ kia ra nha mọi người. Không, Thịnh đứng chỗ quay hay mắc gì à. Mọi người ơi, tình hình là cái đội, cái team bên này bị gợp chân, bị phòng chân rồi. Làng Thịnh, ao Thịnh ra, cho Thịnh quay phim. Rồi bên team mình cũng bỏ ra một người luôn. Bỏ bé Ti. Thôi bỏ một team mình có không Ti đâu. Rồi, hai đồ cái đi mọi người. Mọi người ơi, tụi mình đang dán bản tên nha mọi người. Dính chưa anh? Đây nè, dán gì sai rồi, đi đây. Dán cái góc vô cho nó dính vô. Dán cái góc quá trời. Dán cái đũa. Chứ không có đũa con kêu. Dán ít ít thôi. Rồi, con kêu hai mặt nhiêu cái này lên chịu mấy cục nữa nhỉ. Hết rồi hả trời. Gì á? Bù bù một à. Đi trời. Có ai dán. Chữ gì đó hả? Đâu có biết đâu. Chữ gì đó. Ôi đừng làm gì. Ồ, người ta nói lấy cái gì đó. Phải rồi. Ôi, cũng giỡn vậy. Khó giỡn mà mình giỡn. Khó khẹt, khó khẹt. Mẹ em dán em không có gì. Ồ, vậy luôn. Em nghĩ là dán xéo. Dán xéo vô cái lưng thôi. Không, dán sao là chiến thuật của mỗi nhất. Ờ. Dán sao là chiến thuật của mỗi nhất. Vậy thì mình dán em trước đi. Giờ dán trước được một miếng măng heo à ha. Thôi, dán em trước đi. Không dán nhiều quá sao xé. Cầm mới lên dán. Lỡ dán chậu hết trơn bản tên này không có dính. Dán ngang. Dán ngang trên miếng áo thì bị chê chứ tú. Dán nhiều vô. Rồi, ra đằng trước luôn nè. Vậy nè. Thôi. Dán xuống rồi. Nghịch ngực nè. Rồi gì hết từ giấy thôi. Rồi. Liền. Vậy thôi cho tôi xin một miếng đỡ đỡ cái chứ đây lên cái đây. Cái điện. Chị cắt ra đi tài, cắt ra. Rồi. Đây nè, đây nè. Gì? Gì? Gì là bán gì? Rồi. Để đây giống tôi coi chiếc đập nào. Không dán cho mày á. Thấy thứ tự đi. Đây đây. Em bỏ tên em là Tú Anh nha. Chứ nó chỉ mất ma hả? Mày mất ma. Nè, nè, bây giờ mày dán. Nhào miếng này cho tao. Rồi. Cứng cứng. Rồi. Cứng cứng. Tao làm cái ngoài áo gì nè. Khùng mấy nha. Dạ. Không có xé được. Lê em quay cái mớt nó lên chỗ vậy. Ok. Tao làm cái này tao thấy không được nha. Rồi. 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 Tao làm cái áo giáp luôn, làm cái lô đeo luôn à. Để đây. Nhắm đúng thời gian. Làm bao lâu luôn rồi. À? Rồi được rồi. Trời ơi, vậy sắp xé. Không xé được thì nhớ mình thắng. Rồi cái bao lâu. Nghĩ xé. Không có được xé. Nhiều mấy anh cơ động vậy. Cái này có bao lâu luôn. Nghĩ xé. Tôi thích đi áo kiểu như thế nào. Cái mong muốn mình là áo chảy vai hay là áo sao. Em thích áo hay trong cổ. Áo của team nha. Không lâu được làm lộn một bữa. Lao cái này là lé ta bật băng ngực bao. Ừ, bắt ra. Trời. Thằng ba lô kìa, làm ba lô cho nó kìa. Rồi, dán bọc qua đi. Ba lô mới đẹp mới quý. Thề chỉ thấy ba lô mới đẹp. Dỡ chiến. Dán ngay chân mình luôn mình coi chị. Chiếu quả luôn nè. Có cái khe luôn mà chết. Có cái khe. Có cái khe luôn nè. Bèo nào làm lại. Có cái khe luôn nè. Nè má, cái vú 390. Vú 35.000. Nhỏ này nó không ngon rất luôn à. Ngon á. Vòng hoa dài làm cháu cái tim quá. Trời ơi. Cái nó không tay được đó. Cháu của thầy đúng không? Rồi. Sao không? Quan trọng cái sao nó dính là dính kìa. Sao nó xé. Xí cổ tao sao? Ấy nó gật ra sao xí cổ tao sao? Lần lên. Ôi là trời. Đúng rồi nha. Đây là chú. Rồi. Ghi thêm cái chữ hàng dễ vỡ. Trời của anh là xéo gì nghe. Tại giống ai định tao lại vậy. Chạy quá thở không nổi chết rồi. Xạo dữ quá trời không biết ăn kêu thở không nổi. Xạo dữ. Không có. 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 Rồi, rồi, rồi. Mày mới làm được
Này á. Áo định hình, áo định hình ngược á. Không tin bây mà bây giờ mặc cái áo mà. Mi vé cho mi vé cho miếng salon bát đi. Miếng salon bát gì nè. Để tôi xuống miếng này. Quay xong luôn không thấy gì hết trơn. Chồng eo con chiến. Cắn đi bèo. Dím cây khỏi mi. À chị chứ. Dán mèo như là bánh tét cái tao. Không sao. Ai tao dán mèo chưa? Quay đảo hoàng nha. Dán mèo vô cái đội bánh tét gì á. Ôi cái đường vô. Quý bọc xa. Ai biết đâu nó dán mà tao không có kêu. Thôi, cho tao ra. Con họ phép lên nha ai. Ba. Đội màu hồng và ngược lại như vậy thì ai là cái người còn cái đội nào còn cái người sống sót còn lại nhiều nhất là đội đó là người thắng nha mọi người. Ok bài chiến thuật, bài chiến thuật bài nữa hả? Còn không thì em nằm xuống nha. Trời ơi. Ý là lên. Ok 1 2 3 bắt đầu. Rồi. Không, tao quên, tao tụi cướp cờ.
lại giờ thì nha. Cướp cầu lần nữa nhưng mà cướp cái khác thôi. Cướp cái nón. Dùng cái nón ra ngoài thôi mà cướp. Cái nó chạy lại thấy anh Tài gục em chạy luôn. Tài nó chơi với My gặp Tài chạy sẵn luôn. Chồng nó dễ dữ vậy trời. Gì chứ mấy trò hưởng động này tải dễ lắm. Ủa mấy cái này chơi sao tao không biết luôn vậy? Tao lo con bé ở đây không bỏ. Tao không biết luôn. Mà không biết sao cho mấy này buông tôi ra nữa. Hãy lúc mà chị Beo la xong là em quay đúng hai người hả? Không mất rồi quay hai người này chụp. Cái My với ai đó? Ai sao kể lại coi. Em với My với Tài đứng. Em thảo chạy. Tao đỉnh sáng nữa lên má thôi để nhượng mới lên chú. Cảm ơn mà. Chơi với công chúa. Cái mày cái một của mày. Đúng rồi. Phải nói gái để nó vô. Nó gái em. My với chị lại Mỹ đi. Rồi lẹo lưỡi rồi. Chứ ra sao đi ra sao. Ok mọi người ơi, bây giờ tôi sẽ chơi một hiệp phụ là giống cướp cờ ngày hôm qua. Tụi mình quăng cái dừa xuống dưới đó nha mọi người. Cái dừa ở đâu rồi ạ? Đây cái kìa. Rồi thấy rồi. Đâu ạ? Thấy rồi. Và xuất phát điểm là ở đây. Từ trên bãi biển này tôi sẽ nhào xuống. Đây nè. Đây. Đây sao ra? Quay ra sau lưng nào. Quay ra sau lưng, đi ra sau lưng á. 1 2 3 Ủa cưng ơi. Ủa chị nè. Em chi nó này nè.
Ok mọi người, tụi mình đang chuẩn bị đi lặn nha mọi người. Ok mọi người, em bị mặc một cái bodysuit ở trong. Và sau đó mình sẽ mặc một cái váy lên bè thì mình sẽ mặc như vậy. Rồi hồi nữa tắm biển thì mình cởi ra. Quá xuất sắc. Đơn giản thôi nhưng không thua bất cứ một con BD nào ở đây. Sao bèn cho con BD không thua với BD một lần. Lạ gì trời, bèn mình đi hơn thua với BD. Ủa mình có vợ con mà nãy vậy? Thì ý nói gì đó chứ đâu phải nó mình. Mình đâu có BD hả? Quên kệ quen không biết cả anh. BD á, hậu già rồi. Dạo này nước lên quá chị. Ủa làm gì vậy? Giờ lại. Ủa đang làm gì vậy? Cá lên đâu dữ quá hả? Đi luôn. Ghe vô. Quý ơi, ghe vô quý ơi. Ghe vô, ghe vô. Cái 15, 13 nhớ một, nhớ một. Nhớ mượn người chả. Nhớ trời. Chú rộn. Bèo vô. Cá nè, cá nè. Từ từ, từ từ, từ từ. Cá nè. Một. Nè, hạch, chỉ nữa, hạch, chỉ nữa, hạch. Lẹ lẹ chứ ông đang đợi. Let's go. Mọi người ở ngoài chợ nè mọi người. Đang ngoài chợ nhà dân này đông đúc giống như trong đất liền nha mọi người. Cái cây này nè. Cái cây đấy hả? Ồ, bến đò, cái này là gì đây? Bến đò tham quan làng bè. À, bến đò tham quan làng bè, thịt nướng mọi người. Mọi người, quay cho mọi người coi cái chợ ở ngoài này nha mọi người. Bánh tầm mọi người ơi, bánh tầm. Đi tao mày tắt cho đi đừng đi chung. Tao mày đừng đi chung giống cái cậu trong vườn lắm. Chết rồi, chết rồi. Yeah, trắng mà sợ nắng cũng như không, phải như em mày mọi người à. Em không sợ nắng.
tại vì trắng tự nhiên á, em không có anh pha butin á. Quý đâu? Đi dạ. Xích lại đây. Rồi, rồi, rồi. Gì mỏi vậy? Em. Rồi. Xuống gần phía sau rồi, xuống gần phía sau. Ok. Rồi. Kệ đi, đằng trai người ta qua rồi đó. Trễ giờ cô dâu rồi nè. Này đi đưa dâu, đi đưa dâu. Đi rước dâu ngoài biển. Nè cô dâu rồi bị hôm qua bị lột vàng hết rồi, nhà trai đòi vàng lại rồi. Đây nè mọi người gặp phía sau nè. Lột lên. À là sao anh, là mình nè, mình ăn uống mình đặt đồ ăn trước. Đặt đồ ăn ở ngoài làng bè á. Ngon ghê, trời lâu lắm mới ăn lại hết rồi. Cái miếng này. Lâu lắm mới ăn lại đó. Dạ. Anh vô nhả ra, anh vô nhả ra. Nhả ra. Để tay vô nha mọi người. Ủa là nước dâu đãi đây luôn ha. Để tay vô, để tay vô, để tay vô. Khỏi khỏi khỏi. Đảo Nguyên. Theo ơi, vào đi mình ôm, nghe chạy lên, chẳng có đi mình ôm, nghe chạy lên. Ủa rất chi liền vậy đó hả? Gì vậy? Đưa đó coi khác. Ai coi, ai đi chợ thì đi đi. Em không muốn nói này. Ai đi chợ á thì đi. Chị anh với Bê đi chợ cho. Ok rồi vậy em đi qua đi. Chỗ chéo quá ông cả ơi. Gai nè, 150 nghe. Nè, cái gì? Như cọc nữ cũng 150 luôn. Ốc voi, ốc voi chỉ 300 tính chế biến hết. Anh ơi. Bỏ ngàn nha. Đại biển nè. Thôi, anh ơi. Thôi, đẩy miễn đi. Ở đây đang dục rồi. Thôi, nó chứ dục là xuống biển. Thôi, nó chứ kiếm được gác đi mà dục xuống biển. Chứ để đi xíu dục. Thôi, đừng dục xuống biển, tao nói. Không có dục xuống biển, đâu có dục xuống biển. Chút tắt máy quay đi, mình đừng có dục biển ở đây đi, qua kia dục biển ngoài kia kìa. Rồi, trời ơi, tôi tưởng đâu giày, cái giày hình con cá. Tưởng đâu cái chạy đôi giày mà đặng bơi bơi lặng lặng. Này giống cái không phải. Xem, chạm chân chứ. Chạm chân trái đi chạy lặng nè. Chạy nào. Chị cái đôi đó qua. Ê, cái đôi đó lấy cái vòng tôi đó trời. Anh đang chặt chặt á để nó đừng có bị tuột. Đó vừa hính luôn. Ồ, để cho đừng có bị đạp đá này kia em hiểu không? Vừa không anh hay chặt hay rộng? Ừ, chồng tốm nhơ mà trời. My gu. My gu. Theo ơi, không có ai sao sai 5 mít trên lờ. Ủa, mình cũng cái mặt ốc phao hả? Không mặc được không? Không mặc. Ủa? Sao lặn? Em phải mặc mới lặn được. Mặc mới không lặn được á. Mặc có nổi sao lặn? Ai biết quay. Không có thở, không có nổi. Đó là đi ai kêu xích vô, ẩu. Mở ngang ra không? Vô trời ẩu vậy đó. Bây giờ họ không phải mặc vô vậy rồi làm không? Thì em đi cho có văn nghệ được rồi, khỏi cần cho nó hình thức vậy kia chút xíu. Nhiều hát cái bài gì thơm thơm trời, có kìa. Vui quá xa là vui, đàn trai bên gái anh ấy cũng cười cười. Ngày xuân hoa lá hoa màu cười. Tô hồng cho ngày vui. Mừng cô nhau. Chị ơi!
Em nè. Mình chế biến không, như mình nấu canh hay là gì đó. Mình cái quay là tiền tốn. Đúng không? Rồi rồi rồi. Sang hô là mình phải hô hô. Ôi, dạ hô hô. Ôi, xin lỗi. Chúc mặt chúc mặt. Chị nhắm, nhắm anh hả? Nhắm anh đỏ hả anh đỏ? Ờ, ngồi chơi. Ngồi thôi á. Vậy đó, rồi. Trời, giờ đủ rồi, quay về anh. Rồi. Anh muốn á. Anh chưa đi đâu con. Rồi giờ sao nữa anh? Phát, phát, phát đồ về. Gấp đạn lên anh ơi. Gấp đạn đi trời. Kính Phật tới ảo nha. Kính 3D nha, xuống dưới là mấy con nhỏ, cá nhỏ nhỏ nè. Là mình đeo vô nè, mình thấy nó như con cá mập. Một tay động nha vậy. Đưa gọi, đưa cho em vậy. Cái này mình móc vô. Chưa, chưa, chưa. Mũi luôn. Không, cái này là mỗi mỗi một con là một cái. Ủa rồi, tí đeo sao? Ủa nè, có bình hướng chiên. Rồi đưa điện thoại trong dưới đi. Để nó mũi vô luôn á. Để nó mũi luôn hả? Ờ, đúng rồi. Rồi sao đó bà nội? Mẹ. Ủa vậy hả? Chết mẹ. Thì chừng nào hở thở thì hay. Thối hình nè. Thối hình đi kìa. Thối hình nè. Thối hình nè. Nè đưa đội trong trước. Quay qua đây, quay qua đây. Không chưa? Đã, anh hướng dẫn. Gõ mà. Gõ mà. Anh hở đâu, anh hở đâu. Mình nín thở là mình ngắm, hết hơi mình trời lên. Mình hít nín thở mới ngắm được hả? Mình thở mình không ngắm. Thở cũng bắt cái ngắm trời. Thì bây giờ đeo vô đồng thời nín thở 3 phút. Ai khỏe thì 5 phút. Còn ai khỏe nữa thì 3 ngày trời lên. Đeo đây rồi lặn xuống đây trước đây. Nè đi bắt ếch nè. Bắt ếch kiếm thêm. Xấu quá đi lên rồi. Bắt ếch kiếm thêm. Sao thảo? Thằng này nó hưởng động rồi, tao đập nó nè. Chưa đưa đồ con chú kia. Chú ơi. Con ơi, con chú quay chạy nè, con chú ơi, chị Tuấn nè. Xuống con nghe. Xuống đi mớm. Con đạp cho lụng cho nó thở, nó chỉ chạy. Ôi lụng trời. Anh ơi. Mỹ Linh. Để cái đẹp lượng cái bóc kia đó. Đó. Bắt con. Thôi, mang vô. Đứt chân đó. Người ta bắt buộc mà, liền quá mà. Chưa, đợi mọi người xuống đi, em gọi em chuyển giữa. Cha túi quần lại nha mọi người. Anh chị để điện thoại trên đây bạn em giữ giùm cho, nó hay ăn cắp giặt lắm. Em thường ra đi phố đi bộ ra. Trả rồi. Quên ơi, quên. Quên, nó cắn cái cút em đau. Cắn cút đâu quê. Nè nè. Mọi người lội dài dài đi, vì mà đi lặn san hô nước mặt con trời không vậy? Đi qua đây nè. Bắt cái đầu dây luôn, nó chụp tóc nó giãn ra rồi. Ê, cái gì vậy? Ê, cái đầu tao kỳ quá. Đi vô đây đứng nè, ui. Vô vô đây đứng, tắt lại. Vô đây đứng tới. Đây, đây. Ai đang cái tổ quật tay. Cứ lặn lên mắt cái quần đi nha. Rồi lặn đi, lặn đi. Rồi mắt vô đây nè. Rồi đứng ra đây. Đứng lên. Thấy không? Thấy không? Tới rồi, tới rồi. Cái đầu lại, cùng cái máy tắm lại con. Thấy nó có gì không? Cái gì? Ở trong ba lô có gì không? Không biết luôn. Có đứa nào có đem với Hùng thêm vậy? Quay đi công chúa ơi, mọi người tới cứu em nè, công chúa lỡ hạ. Rồi rồi.
Thôi, đừng. Không cho gia tộc. Mọi người, một mình anh con beo tám cao vào. Mình anh con beo tám cao vào kìa. Nè, bây giờ giảng giảng đây, tụ lại không có oxy. Sao ra. Nè, anh, đâu mà đang nhiều đích tao phải bớt. Anh ơi, có chừng mệt anh ơi, đâu rồi? Ôi, nè. Cái nó lật lại à. Không, em bơi được, em nổi không có chìm. Được rồi nè, em nổi không có chìm đâu. Được rồi. Nằm lên. Anh Vĩnh nó pha đi sợ mệt. Chơi xíu đi. Ở đây không có đứng được. Tại cũng không đứng được thì mới là lặn. Rồi cái này mình chơi. Đứng đứng à. Chơi lấy cái giờ giống sáng đi là khỏi bơi. Ừ, vậy mà. Giật ấy mà ở trong kia mà đi, cái nước nó gần á mà đi cho mệt. Mọi người nhìn giùm tôi đang bơi phải không vậy? Không nổi. Cái gì vậy? Ở cái gì xung quanh kia nó vậy? Đó, rồi. Có chừng mệt, bám vô cái này đi, má ơi. Đưa cá vào coi mới. Mày có cái thì mày ôm chiên cái nữa vậy? Rồi. Lên đó vậy. Lên bỏ cái thang xuống lên. Hừ đó nghe, nước mạnh đó nghe. Nè, nè, tôi neo lại nè, tôi neo lại nè. Đừng có lại cho tao. Xấu dữ. Ê, Quý quay một cái story về chị ghép nhạc đi. Quay mọi người luôn. Ủa gì hả? Tao cầm điện thoại lần sau. Kêu chứ. Nè nha. Nè, giờ cá xuống lại cho ăn nè, giống như đi châu đất vậy nè. Bao lâu được không? Mày dính hết chưa? Đó, đó. Hai, ba, cái đủ hết chưa? Beo lên khẳng hiền qua bên đây luôn. Rồi đủ. Ai nắm em ra hoài vậy? Chị đâu có nắm đâu. Tay giỏi lần tới rồi đi lên. Quy vô gần tới nắm cái ra ngoài đây quá. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển qua bãi nhâm nha mọi người. Ôi nhâm nè mọi người, nhâm nè mọi người. Nhóm nè, gác mọi người ơi, gác. Cái bọc đi lao. Đâu. Mọi người ơi, nhóm nhóc luôn nè mọi người. Nè đi, em bị nhúng mọi người xuống dưới nước nha. Em bị mua điện thoại mới. Bây giờ tụi mình sẽ đi bắt nhâm nha mọi người. Ôi, coi chừng đó nha. Chúng sẽ xẹt quẹt xuống chung. Quẹt đó, quẹt thì có, nó đâm một cái là nhức khóc luôn á. Vậy thì mọi người cẩn thận. Quế thằng này nó hưởng động á. Nghe Tài nói chưa? Tài đợi cắm đây 3 tiếng. Bây giờ tụi mình sẽ đi bắt nhum nha mọi người. Và cái phần nhum này là tụi mình được tặng nha. Không đã đâu. Oh, không thấy rồi, ngược nắng. Oh, mày gớt lên đầu. Ghim lên đầu mỗi đứa một con đi. Ghim lên đầu đi. Mọi người ơi, bắt được một đống nhum luôn nè mọi người. Nãy giờ lẫn chứ luôn. Con nhím á. Cười đi, hai ba cười. Nó còn quay gì đâu. Mọi người ơi, bắt được nhiều đó rồi mọi người. Bây giờ tụi mình thả nha. Rồi, giúp tụi mình đánh xấu. Được, trời ơi, đúng rồi, anh nữa. Tài ngồi đi, Tài. Nó đang cắm gì mà sao? Ê, sao rồi đây? Hai con cá nhà tán. Hai con cá nhà tán. Tiếp lắm đi. Anh ơi, mệt quá. Chị lên ơi. Anh bắt con nhâm với đàn cái. Bây giờ con nhâm quan trọng à. Bây giờ mày ăn nhâm thôi, mày ăn tao. Tao nói tao mệt mà nó bắt nhâm cái. Ôi là trời. Trời. Ôi ôi. Nè rồi ghim lên đầu mới lên đi. Ghim lên đầu mới lên. Thôi không cho cầm chụp hình đâu đó. Rồi leo lên đi, bước lên đi, bước lên đi. Rồi. Đi lên sao ơi. Đi lên sao cho tụi nó lên kìa. Trời Quý nó ngay làm cái tượng đi, năm sau lại rước. Ví dụ đằng kia có con rùa, để đằng này có cưng. Ở trên là nó đâm nha, ở dưới là nó mới không đâm. Mơ vợ cái chân này. Đi ghe cũng nửa năm rồi bộ. Ở ngoài cũng nửa năm hết trơn rồi.
Rồi 1, 2, 3. Không giỡn nha. Nhà tới đứa nào? Dùng Mỹ đi, dùng Mỹ đi, dùng Mỹ đi. Ống xanh. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đi lên bè để ăn nha mọi người. Giống như đợi cứu hộ mới rước mấy đứa này vô vậy trời. Mặt đứa nào đấy bơ phờ chứ nhờ. À, điểm danh, điểm danh. Điểm số. Rồi đứa 2, 2 cây nước ngọt. Có mệt chết mẹ mà sao mấy em ha. Có số 9 đi dưới rồi. Trời trời trời. Kỳ mệt, kỳ mệt. Rửa tội, rửa tội. Lấy cái chổi quất trên đầu quất xuống. Nát đó, cây nát. Cây nát. Chuẩn bị ra trận á, chuẩn bị ra trận á. Đó, đi chơi chân cẳng mày vậy đó. Đi chơi chân cẳng mày sình bùng vậy đó. Người đàn bà điên. Kìa, nó thượng động nè. Thằng này nó phái mấy cái này lắm. Rồi muối đang đọc một chuyện mọi người. Vô đây béo. Hát đi. Hát đi, hát đi. Chị hát đi, hai em làm. Ok. Người dân quê tôi sống trên đã bao đời dằn mưa dài nắng. Rồi lấy chén cơm thơm ngô. Nhớ xưa mẹ bắt con đời con. Đây là những cái món ăn mà mình đã đặt ở bè làm sẵn lúc nãy nè mọi người. Đó. Cái này là cái con gì mà hồi nãy giống nó giống sò mai mà tao không phải trời. Ngọc nữ thì con chuối, bắp chuối gì đó. Nhưng mà giống sò mai hả mọi người. Đó, thịt nướng để mua bên chợ nè. Con cá gì nè, cá vịt đó. Cánh gà. À, bì. Bè tướng bè miền Tây. À. Cái con cá này hả mọi người, cái con cá này mình sẽ ăn với lại bún với đâu nha. Đây. À. Ok mọi người, thật là lý tưởng khi mà tụi mình đi biển xong rồi ra bè mà được ngồi ăn những cái món hải sản như thế này, rất là lý tưởng nha mọi người. Thịt nướng. Thịt nướng này mình mua ngay chỗ bánh đò đó mọi người, ở ngoài chợ đó. Ngon nha. Em mình sẽ ăn thử cái con mực nướng mọi này nha. Hồi nãy là nó còn sống mà nó bún 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 luôn mọi người. Nó tươi. Mọi người. Con này là con bắp chuối nha mọi người. Lạ ha, nhìn nó giống sò mai ha. Để không biết cái mắm chua ngọt nha. Kìa trước. Kìa mấy ly xuống kìa. Mọi người ơi, kìa mọi người lấy cái tay vô đút cái đầu ra. Đút cái đầu ra, cái thành hàng nè. Đút cái đầu dưới thì ra. Đầu mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok mọi người, và buổi tối ngày hôm nay á, thì tụi mình sẽ để cái mic lại cho nó trang trọng. Ok, bạn chỉ mic cái lon thôi cho mình nhé. Thì buổi tối ngày hôm nay tụi mình sẽ ngồi hát và nhậu cũng thuộc 500 hai tụi mình trẻ nha mọi người đó. Và tụi mấy đứa kia thì đi mua đồ chiên rồi, còn có nhiêu đây à, quay mọi người cơ. Rồi bây giờ sau đây thì chị Quyên em mình xin gửi đến các bạn lời một bài hát mang tựa đề nhập vào lời Vít Thiên Nhung. Em với mày bay lên trên mọi người rồi thì là bay lên sao không cười sẵn rồi bay lên nào, bay lên ta như một con cao.
Everything's wrong. This day home, did it all day, bad. Everything's wrong. This day. Yeah.
show some. Let's see that, but don't go, don't. I'ma try to do the things that you don't. Maybe it's your party, I just wanna play. What's that sound? What's that thing that's got me like, wow? I'm trying to beat it up 12 rounds. Girl, look at that body, I just gotta say. Bring it back, 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 back it up and you drop it down low. Start twerking like Molly. Twerking like Molly. Back, 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 back it up and you drop it down low. Tới giờ trả loa mọi người. Thôi tới hết nhà, hết nhà con về, hết nhà con về. Quá đã mọi người. Cái team bồ hem của tụi tôi đâu rồi? Bốn anh em mình. Cái lo trọng tôi. 2 3. Cái team bồ hem. Quá. Bây giờ sẽ ngồi chiêu chiêu đi mọi người, chứ không được nhảy nữa mà. Chiêu chiêu trong bô. Anh ơi, nhìn con Mỹ Linh giống như trong phim quá giặt quá, cái mặt nó đòi giấy hoài luôn chứ đó. Xin kinh trường. Sao hệt? Em nói là em cảm thấy là em sao? Em thấy là chị Quyền rất là may mắn. Là may mắn, không Quyền may mắn. Kiếm được một người rất là dày dặn kinh nghiệm trong cuộc sống. Này nha, bà đốt nhà người ta đi. Em công nhận. Em nói chị Quyền. Sao mi công nhận sao? Em mi công nhận sao? Mi công nhận sao? Mi đang quay vlog thì gọi chị Quyền vậy. Xích cái không, nhưng mà nói gì nói chứ em công nhận là chị Quyền là mi công nhận. Không, nhưng mà em là công nhận là chị Quyền là một trong những người mà có nhiều điện thoại nhất mà em từng biết. Sạp dữ rồi trời. Sạp dữ rồi trời. Quyến là may mắn khi không, có thể có tôi mà đúng không? Quyến là may mắn. Dù như thế nào, tụi mình cũng không phải. Ok, chị cũng thấy là ok. Chị cũng thấy là thằng Quyến rất là may mắn khi mà có được thằng Tài yêu thương chị. Em mới nói nửa chữ thôi. Em mới nói nửa chữ đúng rồi. Ai mà hốt được ông Tài là may mắn. Đúng không? Hả? Nhìn không? Quen giờ quay mặt luôn nè. Nhìn mặt ống xàm xàm vậy thôi chứ. Mặc dù là hơi cay. Thì nói chung là tao là người may mắn nhất cái giấy. Không, nói thiệt, tại sinh nhật bà người ta nói vậy thôi chứ bà đừng được. Nói cho bà vui. Nói cho bà vui vậy thôi. Vậy. Nói cho bà liên ái lên đó mấy ơi. Chứ giả tạo hết, đây sống hai mặt quen rồi. Sao khấu kệt mà. Bà khóc bà cười gì nè. Trời ơi, là cái đó là người ta nói. Còn em là em yêu chị Quyên. Em nha. Mọi người thật sự không thích nó. Em cười lắm. Chị Quyên là một người cọc cằn. Cọc dữ chưa? Đụng. Không phải đụng. Không, không. Đụng cái gì là chữ cái đó. Gặp Tài đụng gì im đó. Nhưng mà nó chửi tào lao. Nó chửi tào lao cũng là chữ. Chữ quá tào lao. Gặp Tài nè. Nhiều cái nó chữ đúng nhưng mà nhiều cái nó chữ quá tào lao. Chú ngục là, đi nói là kiểu như bạn bè bấm hương đó thì không có chơi nó được. Không, đi nói là chữ đúng là mấy lúc mà tôi giỡn chăng ghê rồi chữ tôi gì không không không, không. Giỡn không. Không nói thì tôi cũng giỡn không, vậy cỡ ông Tài mà ông không thương chị Quyên là ông cũng không nhịn chị Quyên được đâu. Đúng. Tính bà này bà khó chịu bà kén này kia nhưng mà đúng không bà chữ gì cái là ông Tài mềm. Em thì người ta người ngoài nhìn vô người ta tưởng lạnh lùng này kia chứ tụi mình nhìn vô ừ ông này cũng đang nhịn. Ông này cũng đang rủ vào lời ra nè. Rủ vào lời ra. Trời trời ra mấy thằng thỉnh đó trời. Chèn mấy thằng thỉnh. Mang sữa sữa vô quê trời. Trời ơi quá à. Đi ra đi ông má mạo rồi. Trời nói tiếp đi, nói tiếp đi, nói tiếp đi nè. Ví dụ như mình chơi trò chơi thì người ta công bằng. Con này chơi về chơi nó thua thì nó chót chơi lại thêm mấy bạn nữa. Trời ơi mấy chú móc trời ơi trời móc mất mũi móc hai lóng móc làm gì mấy chú không móc mất mũi gì mà quay mày trời nè trời rồi móc nhau đi lóng gửi hả
Bút cơ ơi cha. Ủa nhưng mà thầy nhâm tắm. Nhâm tắm không nhâm lần. Em không nói tới đây nhưng mà em đuổi chị đó. Chị phạt mà nghe chế chị sướng quá. Chị phạt mà nghe sao chị khỏi quá. Chị khôn nhất ở đây luôn. Chị phạt gì mà chị kỳ quá. Địch cà la bơi. Địch cà la bơi. Hello, good morning, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay đã là cái ngày mà tụi mình phải thu dọn đồ đạc rồi khỏi ngôi nhà chung nha mọi người. Tụi mình vừa mới tính tiền xong. Anh đưa cái bill cho em anh. Cái bill của tụi mình là 10.9.859 nha mọi người. Thì trong tất cả cuộc hành trình, cái chuyến đi này mà tụi mình sử dụng tất cả các dịch vụ, thì ngoài cái chú mà cho tụi mình mướn xe, tất cả mọi thứ đều bất ổn mọi người. Cái chú này là dễ thương nhất nha mọi người. Cho mình nên chú này là nhiệt tình, dễ thương nhất. Đây mọi người, giờ chú cho mướn xe nói sao? Nói là ăn lẹ đi rồi đi, ăn vô. Ăn rồi đi nè, ăn lẹ rồi đi. Không, bây giờ mình phải tung cái tuyệt chiêu mà chuẩn bị đi học, vô tới giờ học mà đi mẫu giáo đó. Ăn thì ăn mẹ đi, dẻo ha. Mệt chết, ra đây thử mùi biển chỗ bông hay gì. Tôi nói chồng là chỗ bông kìa trời. Chó đẻ dễ sợ. Tôi nói con mi mà không nói lắm thì thôi khỏi ăn nha. Tôi nói thiệt nha. Tập nghe nó ngồi nó nhơi đi. Cá vô. Ăn lẹ nó cá vô kìa. Không, cũng vừa cạp cũng được. Mặt nó nào. Nó mất rồi. Kìa, hồi nãy con bông phẩu đi ngang. Vô, nãy con bông phẩu đi ngang. Ai xí sồn với má này mới là má chề môi. Bông phẩu bước ra đường qua nè. Thu dọn đồ đạc và rời khỏi ngôi nhà chung. Đi bán đi rồi lo xuống tàu sao? Đi theo coi đồ. Đây. Ý mình chị giữ cái gì ạ? Rồi, cảm ơn chú. Chú này rất là dễ thương nha mọi người. Dại quá à. Kiếm đâu ra vậy? Ở tấm hình mà tao đi học tao xỉn rồi. Đó, tao đi học mà tao xỉn cỡ này. Tao đi học mà tao nhậu tao xỉn cỡ này. Xỉn. Má này kiếm là ơi, má đang rất tè đó chụp hình. Nè, nữ hoàng nắm đỏ. Nữ hoàng tiệc tùng đó. Những gì? Những mỹ nữ có bia rượu. Bầu hoàng của những mũi tên. Mất dạy quá à. Rồi chúng ta đã quay trở về nơi bắt đầu. Rồi bây giờ chia team hai đội trưởng chiến sầm. Hai đội trưởng chia team. Thì như mọi người thấy thì trong chuyến du lịch nào cũng vậy. Tới cái khúc này là khúc mà tụi mình nói chung là mít lòng nhau nhiều ha. Cái khúc này là mặt trắng mặt đen, khúc mặt cười là dở ra hết. Là khúc tính tiền nha mọi người. Thì tổng thiệt hại của tụi mình trong chuyến đi này là gần 30 triệu, cụ thể là 23 triệu nha mọi người. Cụ thể là 23 triệu 656 nghìn. Gần 25 cho nó gần. Rất gần. Thì tính ra mỗi người là 1.113.000. Tính ra mỗi người là 1.113.000 nha mọi người. Và tổng thiệt hại của riêng em mì là nhà của tôi á, là em mì Tài với con nhỏ này báo là tổng thiệt hại ba đứa là 8 triệu. 8 triệu mà giờ trừ cái tiền quà ra. Trừ tiền quà con gấu bông của công chúa 230. Con heo ơi bên này 600, bánh kem 700. Cái quần què này nhiêu nữa, 70 ngàn phải không? 99 ngàn, sao quá chị? 99 ngàn mà cái voucher trên TikTok 70 ngàn đúng không? 70 ngàn, còn 29 ngàn. Là còn có mấy chục ngàn à. Đi ship này kia nữa. Đó. Là tính ra cho tiền quà 3 triệu đi. Mà còn vài người hiếu nữa là tính ra 3 triệu luôn đó. 3 triệu nha mọi người là 8 triệu. Mà trừ tiền quà ra mình lời được 3, mình lời 3 triệu là trừ còn 5 triệu. Mà giờ tính ra đăng hai cái lóc lên mà được hai cái lóc cho 5 triệu nữa là quề vốn mọi người. Nhưng mà bù lại mình có cái gì quý? Sức khỏe tinh thần, kỷ niệm. Cái đóng ói của công chúa nè. Những giọt nước mắt của Mỹ Linh, những giọt máu của Thịnh. Mỹ Linh. Những giọt mồ hôi mặn chát của anh Hậu. Đó. Thang thẳng mùi hôi nách. Của ông Tài. Của chồng tôi mà thôi. Chồng tôi có mùi miên. Rồi còn có ai gì nữa không? Thì nói chung là chuyến đi ngày hôm nay, chuyến sinh nhật năm nay là gộp chung cho sinh nhật tháng sau của ông Tài, của Mỹ Linh luôn. Rồi tụi mình gộp vô làm xong chuyến này đó mọi người. Cho nên là sao không còn lúc đi đẹp dữ lắm mà sao giờ như cua hồn cắt đảng chứ không biết nữa.
Rồi ok mọi người, vậy là vlog sinh nhật Hòn Sơn mẹ mì ấp ủ rất là nhiều. Đó, vlog sinh nhật Hòn Sơn mẹ mì ấp ủ cuối cùng cũng đã hoàn thành xong rồi nha mọi người. À, sau khi mà hoàn thành xong cái chuyến đi này thì mọi người có thể thấy là tất cả tụi mình đều rất là hài lòng. Rất là hài lòng. Rất là rất là hài lòng và khá là phấn khởi cho cái sinh nhật năm sau. Và hứa hẹn với những cái món quà lớn hơn nha mọi người nha. Đó. Cà phê nha. Ô không, đây chị ơi, để em nói chị nghe. Chị, bình tĩnh chị. 2 x 2 và 2 x 15. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi story sinh nhật lần thứ 23 của em mì đến đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã góp mặt trong vlog này và đã xem đến cái giờ phút cuối cùng. Và sẽ có những gương mặt đây là vlog cuối cùng được tham gia. À. Rồi mọi người đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh Tiến Giang nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye. Cơm cơm lên. Như vậy người ta nói mình không hài lòng. 2, 3. Bye.